Chào anh chị, tôi là Tam Nguyên. Hiện tại tôi đang là tổng thư ký của Hiệp hội Phong thủy Dịch học Thế giới tại Việt Nam. Tôi đã có quá trình huấn luyện và đào tạo trực tiếp trên 2.000 giờ cho trên 30.000 học viên trên toàn quốc về việc ứng dụng các khoa học liên quan đến phong thủy vào cuộc sống để giúp anh chị cải thiện được sức khỏe, cải thiện được gia đạo và cải thiện được tài lộc trong gia đình. Thì anh chị sẽ nhấp ấn vào nút đăng ký phía dưới để tôi có được cơ hội để thường xuyên chia sẻ với anh chị những kiến thức này. Xin cảm ơn. Dạ thầy, cho em hỏi một chút là ví dụ như là em là nhà nhâm tuất ấy, thì là nhà hướng nào thì là hợp ạ? Không, câu hỏi rất thông minh ạ. Bạn tuổi nhâm tuất thì hướng nào hợp? Lấy chồng chưa? Lấy chồng rồi? Có. Con rồi. Vậy thì muốn biết hợp hay không thì người ta cần phải lấy tuổi của cả nhà để xem hướng nào hợp với cả nhà. Vâng. Chứ xem hợp mình bạn bây giờ nhược phu thì sao? Tức là nhược ông chồng thì sao? Người ta xem cái nhà có muốn có vững hay không, đúng không ạ? Có vững hay không thì người ta xem ở cái tuổi của ông chồng. Nếu nhân đinh mà vượng thì nhà thì có nóc. Cho nên ra là khi tôi đi xem phong thủy thì dù là đặt mồ mả hay làm sao thì vẫn phù cho ngành trưởng và vẫn bổ cho gia chủ. Bất kể ai mời tôi đến, kể cả con đứa con út mời đến vẫn phải làm cho ngành trưởng. Mà vợ mời đến là thầy xem em đi, cái nhà sổ đỏ đứng tên em, đúng không ạ? Thầy cứ xem thôi, ông kệ nó là không được. Cho nên là phải hỏi chồng bạn tuổi gì. Nghĩa là xem cho các trai trong nhà đúng không? Tất cả các tuổi, trai gái không phân biệt. Nghe đã để xem để chọn một hướng. Yeah. Chồng em thì là sinh năm 81. Tân Dậu. Còn một bạn con gái là sinh năm 2008. Một tí. Một bạn nữa là con trai là sinh năm 2013. Quý vị, như vậy nếu như mà trong gia đình nhà bạn gồm có 4 tuổi, tuổi Tân Dậu, tuổi Nhâm Tuất, tuổi Mậu Tý với cả tuổi Quý vị, thì bạn nên chọn một cái nhà có hướng là hướng Đông. Nếu hướng Đông mà ở thì tuổi Tân Dậu và tuổi Quý vị là cái tuổi sẽ hợp. Hướng này sẽ phát triển về cái mảng học hành đào tạo. Ngoài ra nếu thích muốn kinh doanh buôn bán thì nên chọn cái nhà hướng Tây Bắc. Sẽ là cái hướng mà vượng hơn cho cái việc mà kinh doanh buôn bán môi giới giới thiệu chứng khoán ngân hàng. Còn nếu như mà tuổi và thông thường trong một ekip như vậy thì người ta sẽ chọn cho hai cái tuổi kia là chính. Ngoài ra hết. Em hỏi một chút là ứng lực. Hướng được định nghĩa rằng là hướng cửa. Hướng thì được định nghĩa rằng như sau. Hướng tức là từ đại môn bước ra quay mặt đâu thì gọi là hướng. Đối với cả căn hộ chung cư thì hướng được coi trọng thứ tự ưu tiên, đó là hướng của tòa nhà, sau đó đến hướng của cái căn hộ bạn ở. Hướng của căn hộ bạn ở thì được xét là hướng cửa ra vào. Vâng, rõ ràng. Quay chị hồi cũng hỏi nữa. Dạ. Hướng của tòa nhà là quan trọng hơn. Hướng của tòa nhà quan trọng hơn hướng của căn hộ của bạn. Vì là giống như cái nhà cao tầng thôi mà. Em này. Đối với tòa nhà. Đúng rồi. Đúng rồi. Em này. Từ cho con Bích hỏi trước tí. Cho em hỏi một tí ạ. Hai vợ chồng em là Bính Dần, con là Bính Thân, thì em muốn sinh đứa thứ hai thì là tuổi nào hợp? Giỏi thật đấy. Thực ra là nếu như mà để sinh đứa thứ hai tốt nhất thì đến đẻ vào năm Kỷ Hợi. Thực ra ấy, bây giờ ấy, hai tuổi Bính Dần ấy, nó đang rơi vào một cái cục của bạn đây gọi là Dần Thân Dung. Đáng ra có 2 năm, đây là nói cho vui thôi. Đáng ra là có 2 năm mà rất là hay, đó là năm Mậu Tuất để lấy dần của Tuất tam hợp. Việc Kỷ Hợi để lấy dần hợi nhị hợp rất là cát. Nhưng mà mình không có đẻ, không chung có chọn lựa cái năm đấy thì Tiếp theo thì là nào nhỉ? Làm nào nhỉ?
có mấy cái năm đẻ cũng được. Một là năm Tân Sửu 2021. Chọn năm Tân Sửu 2021 để lấy cái cục Vĩnh Tân Hóa Thủy. À, có cái năm Tân Sửu thì ok. Cái năm Canh Tí, tức là năm Canh Tí năm tới thì cũng được, nhưng mà nó chỉ phù hợp với cả cái tuổi Bính Thân thôi, tức là cái tuổi thứ 26. Mà 16 thì để đến năm Tân Sửu năm 21 thì là vừa, không sao, để hạn Tân Sửu phần này. Dạ vâng, em cảm ơn. Cho cái nhà hướng Tây Nam ở anh Hồ. À dạ, thế thầy cho em hỏi là lúc đấy thì có nói là hướng của tòa nhà quan trọng hơn, thì xác định hướng của tòa nhà là như nào? Hướng của tòa nhà là hướng cửa đại môn, tức là cửa chính. Ví dụ nhá, cái tòa nhà này là tòa nhà này là tòa hướng Nam hay là tòa hướng Bắc hay tòa hướng Đông hay tòa hướng Tây thì phải xem là cái sảnh chính ấy nằm ở chỗ nào, mà sảnh nó phải lên được các phòng ấy, cho nên người ta sử sảnh lên cái phần căn hộ nhiều ấy. Nó tùy, thực ra cái phần này nó cũng tùy cơ, bởi vì đối với cái tòa nhà ấy là các bạn có bốn hướng, tuy nhiên là vẫn phải có hướng là hướng chính, thì cái hướng ra cái lộ lớn, cái đường lớn thì người ta xác định đấy là hướng chính. Tức là có nghĩa là lấy cái tòa nhà đấy, ví dụ là sẽ lấy là cái sảnh mà đi vào căn hộ. Đúng rồi, khu vực sảnh đi vào căn hộ. Và nó sẽ là hướng chính, nhưng mà một số tòa nhà thì đúng là nó lại có thiết kế chẳng hạn như hình chữ T, hoặc là nó lại nhiều hình, nó hơi lằng nhằng ấy. Ờ, đấy, dùng lộ, dùng đấy. Con lộ, dùng cái con lộ, tức là cái con đường chính để xác định đấy là mặt, để gọi đấy là hướng. Dùng cái đường chính, cái đường lớn ở trước mặt, cái tòa nhà hình tam giác thì kiểu gì nó phải có đường lớn, đường nhỏ. Vâng, nhưng mà thường thì cái đường chính ấy thì nó lại có thể là không phải là cái lối mà đi vào tòa nhà. Đúng rồi, đó. Nó là lối đi vào các cái căn hộ. Nó là cái hướng mà cái tòa nhà thì nó quay ra cái đường chính. Đúng còn rồi. Cái mà đại môn thì nó lại có thể là nằm ở phía ngược lại. Đúng rồi, đúng rồi. Và nó nằm ở bên trong của cái khuôn viên cảnh quan. Đúng rồi. Đấy. Người ta xác định là cái lối mà hoặc là có 3 phương án, hoặc là phương án thứ 3 nữa, người ta căn cứ vào là cái lối vào mà cái việc mà đi lại nhiều. Và thông thường nó là lối của cư dân. Cái lối mà đi ra đi vào nhiều ấy. Còn trung tâm thương mại đa phần là người ta vòng dưới. Bởi vì là những cái chỗ nào chẳng hạn như là hướng đẹp thì quay ra ngoài mặt đường lớn thì nó thường nó là khối đế và đi ra là trung tâm thương mại. Đúng rồi. Và là mặt là quay ra phía đấy rồi. Đúng rồi. Đấy là dùng cái mặt ngược lại. Đấy ngược lại thì nó mới là cái sảnh mà lễ tân để đi vào căn hộ. Thì nó nằm quay vào khuôn viên. Đúng rồi. Đấy. Tên hướng tòa nhà nếu như mà khi mà trong mà chúng tôi xét thì tôi xét thì hướng tòa nhà 60%. Tôi xét hướng của căn hộ là cái hướng của căn hộ bạn ở ấy thì tôi xét 40%. Tuy nhiên trong những trường hợp mà khó xác định được cái hướng chính của tòa nhà thì người ta sử dụng chủ yếu là hướng căn hộ. Và đa phần khi tôi chọn nhà các bạn thì chọn hướng tòa nhà thì hơi khó, và tôi toàn chọn hướng căn hộ mà thôi. Vì không chọn hướng tòa nhà đâu. Khó chọn, không phải là không chọn. Vì cái cách tôi đưa ra hướng, mỗi bạn thì hợp với cả một, tối đa là hai hướng. Không bao giờ cũng mà một hướng nằm ở phần đông, tức là một hướng nằm ở bên phần tây chạy và một hướng nằm ở phần dương, tức là một hướng nằm ở phần đông chạy, các bạn nói. Điều kiểu gì bạn nào cũng có hai hướng như thế. Cho nên thành ra là hướng nào đang tối ưu trong vận mới, tôi sẽ lấy hướng đấy làm ưu tiên vì liên quan đến vận long và vận thủy. Cho nên thành ra là nhiều khi chỉ cần chọn hướng của cái căn hộ đã là được rồi. Em hỏi một chút ạ, ví dụ như khi mà xem hướng của bàn làm việc ấy ạ, dạ. Thì mình sẽ xem theo hướng là, ví dụ như thầy ngồi đây thì sẽ xem theo hướng bên này hay là hướng về phía thầy? À, mặt quay về đâu gọi đấy là hướng. Có anh chị nào có câu hỏi không ạ? Định nghĩa rất đơn giản, mặt quay về đâu gọi đấy là hướng. Dạ, thầy ơi, thầy làm ơn cho em hỏi một chút ạ. Em muốn hỏi hướng nhà học với vợ chồng em ấy. Chồng em là sinh năm 82, em sinh năm 84. Bạn thứ nhất là em, nhà em là 2011, bạn thứ hai là 2017, bạn thứ ba là 2016. Con trai là đứa nào?
Con trai là hai bạn đầu ạ. Từ 2011 và 2017. 17. À 16 chứ ạ. À 16. 17 là bạn gái ạ. 17 bạn gái. Thế là một Bình Thân, một Tân Mão. Đúng rồi ạ. Còn một bạn là Nhâm Tuất, một bạn là Giáp Tý. Vâng ạ. Đúng không ạ? À, về cơ bản á, nếu như mà bạn chọn được cái nhà có hướng là Đông Nam, hướng đấy nó sẽ phù hợp với cả tuổi Nhâm Tuất và tuổi Giáp Tý. Vâng, Đông Nam. Hướng đấy rất là cát. Nếu như mà muốn giàu nhanh nó còn hướng giàu nhanh thì cơ. Thế ạ. Ừ, nhưng mà dầu nhanh thì nó lại dễ cô quả. Thôi cái gì nhanh quá không tốt đúng không? Dầu nhanh thì cô quả. Cứ vừa vừa được. Dầu nhanh thì rơi vào trạng thái thì dễ bị cô quả. Cô quả thì rơi vào 3 trường hợp. Vâng. Chấp nhận thì chọn tiếp. Cô quả rơi 3 trường hợp. Trường hợp nhất là dầu rồi lấy đứa khác. Tách ra gọi là cô quả. Trường hợp thứ hai cô quả tức là một ông hy sinh trước. Trường hợp thứ ba gọi là cô quả, tức là ba đứa con đấy mai sau nhiều tiền cho đi học nước ngoài thì nó ở bên đấy thì hai ông bà già ở với nhau. Cả ba trường hợp đấy đều là cô quả. Nhưng mà có một hướng ở giàu nhanh, có chọn không? Mà không sao ạ. Mà không cô quả. Nó hên xui không biết rơi vào trường hợp nào đâu nha. Tôi nói là hên xui không biết rơi trường hợp nào đâu nha. Chứ không phải là bảo là em chọn trường hợp thứ ba đâu, không có đâu. Nó rơi vào cả ba cái đấy tôi không chọn được luôn đấy. Nên tốt nhất cứ ở Đông Nam đi. Đông Nam ở đây? Ừ, tốt nhất ở Đông Nam đi. Còn muốn khá khẩm thật canh. Nhưng mà phải cam kết. Cam kết gì thế ạ? Thì cam kết, phải cam kết. Bạn là chọn cho một cái nhà hướng Bắc. Ở hết năm 2, từ nay cho đến hết năm 2023. Vâng. Rồi té thì được. Té thì là mua nhà khác. Sợ lúc ấy giàu quên tôi rồi. Thế quên lời tôi nói. Thì tôi không cần là chị nhớ tôi rồi. Đúng đến không ạ? Ở tìm một cái nhà hướng Bắc. Ở đến năm 2023. Tối đa là ở đến. Tối đa là cộng thêm 10 năm nữa. Ở đến năm 2033 là phải chuyển. Không thì ăn đủ cả ba món kia. Vâng. Đấy là cách tốt nhất rồi đúng không thầy? Còn không dùng Đông Nam thôi. Cho lành. Đấy, cảm ơn thầy ạ. Chị Dương, giơ tay đầu tiên. Chào anh ạ, anh ơi anh cho em hỏi một chút là chồng em sinh năm 85, Ất Sửu, em là Mậu Thìn sinh năm 88. Con trai em là Quý Tỵ. Thuộc vào diện là cuối sinh năm 2014 nhưng mà là tuổi quý tỵ đấy ạ. Thì năm tới đây em đẻ con thì có được không? Và hiện tại thì vợ chồng em đang ở hướng Tây Bắc. Thì liệu có hợp không ạ? Về cơ bản là vợ chồng bạn đang ở hướng Tây Bắc rất là tốt rồi. Năm tới đẻ thêm đứa con tuổi Canh Tí cũng rất là tốt. Cái đứa này thì sẽ làm cho cái tài vận của vợ chồng bạn nó sẽ tăng trưởng rất nhanh trong cái năm tới nếu như chữa được. Chữa chưa? Chữa chưa đây? Chưa. Thế thì nhanh còn kịp ấy. Bởi vì là sang năm là năm Canh Tí. Ất Canh hợp hóa kim. Và Tí Sửu thị hợp. Mà Ất lại lấy Tí làm quý nhân. Lại được thêm bộ tam hợp thân Tí Thìn. Cho nên ra là hợp đắc cách. Vấn đề là có chuyển được hay không thôi. Thế ạ? Nhưng mà trai hay gái ạ? Không cần biết là con trai con gái đẻ được là may lắm rồi. Cách chú em khuyến khích các câu hỏi mà chúng ta liên quan đến trực tiếp lĩnh vực mà chúng ta đang làm nhá. Mời hỏi là bao giờ em lấy chồng rồi em sinh con trai con gái. Xin mời anh Thi. Thưa thầy cho hỏi chút ạ. Trong thiết kế nhà thì thông thường người ta quan tâm đến nhiều các vị trí như ví dụ là bếp này, ban thờ này, cái này có một vấn đề nữa là ví dụ là trong một cái nhà lô thôi thì là cái vị trí bể nước với bể phốt ấy, thì là mình tính toán mình đặt như nào để cho nó có nguyên lý nào không ạ? À thế này, cảm ơn câu hỏi của anh. Trong phong thủy thì người ta sẽ quan trọng các cái vị trí như sau, tức là vị trí của căn nhà là vị trí là yếu tố quan trọng nhất. Sau đó đến yếu tố thứ hai đó là việc khai môn. Tức là mở cổng. Sau đó đến yếu tố là phòng ngủ của ông trạch chủ vị
trí đắc địa nhất nhà, sau đó đến cái vị trí của bếp, hướng bếp, sau đó là đến cái vị trí của phòng thờ, phòng học, phòng ngủ các con. Đấy là thứ tự ưu tiên trong việc sắp xếp phong thủy trong nhà, gọi là vương chủ táo. Thứ hai là đối với hệ thống công trình ngầm, gồm có là bể phốt, bể nước, đường nước vào, đường nước ra, đúng không ạ? Thì thông thường là bể nước sẽ để vào nơi sinh vượng thủy, tức là nơi mà có thủy vượng, cái này thì phải tính. Còn bể phốt thì người ta sẽ đặt vào những nơi trước hết không phải là càn cung, tức là không nằm ở phía tây bắc. Thứ hai, không phạm vào tuổi của trạch chủ và các là ưu tiên thứ hai. Ưu tiên thứ ba, không phạm vào các tuổi thành viên trong nhà. Tôi ví dụ như nhà bạn vừa rồi, đúng không ạ? Bạn ấy chồng bạn tuổi Ất Sửu, đúng không ạ? Bạn ấy là tuổi Mậu Thìn, đúng không ạ? Bạn có một đứa con tuổi Quý Tỵ, đúng không ạ? Và chuẩn nữ bị tôi đang xui rẻ đứa nữa tuổi Canh Tý. Như vậy tuổi nhà bạn ấy gồm có là Sửu, đúng không ạ? Thìn, Tý và Tỵ, đúng không ạ? Như vậy thì cái bể phốt trong nhà sẽ được không được phép đặt vào càn Sửu, Tý, Thìn, Tỵ. Đặt như vậy người ta gọi rằng là đặt bể phốt vào cung bản mệnh. Ngoài ra còn phải tránh các phương tam các độc tú, đủ thứ tránh. Tuy nhiên là điều gì tránh không hết được thì mình phải bắt buộc mình phải đặt vào một cái vị trí cho phù hợp với tiêu chí kiến trúc. Nhà lô như bảo này để ra ngoài cũng chẳng để được, mà ngoài văn phương đấy đi đâu cho khỏi nặng, đúng không ạ? Trong trên thì mình sẽ xếp theo thứ ưu tiên từ trên đường dưới: càn phương, mệnh chính chủ, mệnh của bà vợ, mệnh của thằng bé thằng con trai, xét về luôn ngày sau thì đi lấy chồng có té đi ngoài mất không sợ, không? Sau đó mới xét đến tam cát lục tú, bổ phương, bổ long, thật sự xét từ trên xuống dưới. Khi nào cạn đến mức là tối ưu nhất của gia chủ thì đặt vào, còn nếu chẳng may nó bị phạm, nếu chẳng may phạm người ta vẫn có thể sử dụng, người ta vẫn có thể sử dụng thạch anh, người ta giải đến bên trên nắp bể phốt và làm kín thì cũng đỡ được một phần. Tuy nhiên cái quan trọng nhất vẫn là vị trí. Rõ phần đấy chưa? Alo, vâng. Thầy cho hỏi chút, đối với nhà lô ấy, thì cái việc mà đặt bây giờ nó chỉ có một cái là trước và sau, thông thường thì phòng khách đặt ở phía trước rồi. Không có. Đấy, thì... đối với cả nhà lô nếu như mặt tiền 3m thì anh hết thuốc thôi. Mặt tiền 3m anh ép móng vào hai bên 800, anh xếp tường vào đúng không? Như vậy ở giữa anh còn khoảng tầm 1m4 đến 1m6 thì cái bể phốt này chắc chắn nằm vào trục ở giữa nhà, không cách khước, nằm tại mặt trước và sau đúng không ạ? Nhưng trong trường hợp mặt tiền của anh 5m anh dùng móng băng đúng không? Thì rõ ràng là bên móng anh ép vào bên này của anh nó chỉ vào tầm khoảng 800 thì cộng bên này vẫn còn nữa. Tức là nếu như mặt tiền 5m thì anh vẫn xử lý vào 8 góc được. Chúng ta sẽ có góc cầm cầu thang, góc ở phòng sau và góc ở phòng trước nếu mặt tiền anh đủ rộng. Nhưng nếu như trường hợp mặt tiền của anh quá hẹp thì nó chỉ có một là trước hai là sau, thì tốt nhất trường hợp như thế thì gọi là không có phương án nào tốt hơn thì nước để trước, hầm để sau, hết thuốc. Đúng không ạ? Đúng. Không có cách nào khác, người ta không thể để cái uế khí ra đằng trước được. Phải để ra đằng sau. Thì trong trường hợp như vậy thì nên là đương nhiên là xây dựng phải làm sao cho nó kiên cố đã đành rồi thì người ta có thể sử dụng. Người ta có thể sử dụng thêm đá hoặc là thêm thạch anh hoặc thêm cái gì đó để hóa giải. Cái trường hợp như thế người ta còn gọi rằng là bể phốt đặt là trục thần khí của nhà. Thì vì trong nhà thì người ta lấy cái mặt tiền làm chính, lấy 10% cái mặt tiền gọi đấy là trục khí. Thì kẻ vào đoạn chính giữa đi qua tâm thì gọi đấy là trục khí. Nếu cái bể phốt nó đè vào cái trục khí đấy thì cái người nó hay bị đau lưng. Và khí trong nhà nó sẽ kém phượng vì không đón được cái điện khí dứt lên. Cho nên vào trường hợp thì người ta vẫn phải làm cái lớp thạch anh nó trải ngược dài đuôi nhà đến đầu nhà, đuôi nhà để người ta đỡ một phần để người ta đón cái khí nó chạy vòng lên trên. Vâng, rất cảm ơn thầy. Và có một câu hỏi thêm nữa là bây giờ về phong thủy thì nó cũng rất là phong phú và đa dạng á. Bây giờ nếu mà muốn nghiên cứu thì sẽ nghiên cứu theo một cái trường phái nào hay là một cái gọi là một cái tài liệu nào thầy? Phong thủy Tam Nguyên. Câu hỏi của anh rất hay ạ. Hiện tại là tổng cộng là chúng ta đang có khoảng gần 300 trường phái phong thủy, chia làm 9 nhóm chính, trên này chia thành 8 nhóm. Trường phái đầu tiên gọi là Tam Nguyên phong thủy, không phải chúng mày thôi nhá, theo tôi nói trường phái tôi sau.
gọi là tam nguyên phong thủy, sử dụng quẻ quái hào từ và phương vị, đúng không ạ? Trường phái thứ hai gọi là tam hợp phong thủy, đúng không ạ? Hình thế, đồ hình, cách, đúng không ạ? Trường phái thứ ba nó gọi là huyền không đại quái. Ba trường phái này là ba trường phái lớn nhất và có tầm ảnh hưởng mạnh nhất trong phong thủy và chiếm được cái được độ chính xác rất cao và đa phần được sử dụng ở các cái cấp, tức là hồi xưa gọi là quan ngũ phẩm trở lên, đúng không ạ? Còn tam hợp dùng quan cửu phẩm trở lên, đúng không ạ? Rồi sau đó đến gì ạ? Hồng phạm ngũ hành, giao tiên đoán trạch, đúng không ạ? Rồi đến huyền không vi tinh, bát trạch tinh cảnh đấy, đúng không ạ? Cho nên cái bát trạch tinh cảnh các bạn được xếp vào dưới cùng một trường phái phong thủy vì nó phải đảm bảo được năm yếu tố sa sơn huyền trạch nhật, đúng không ạ? Tức là phải có được long pháp này, thủy pháp này, sa pháp này, huyệt pháp này và trạch nhật thì mới đủ được toàn bộ một cái phái. Giả sử bát trạch tinh cảnh của anh chị không có long pháp, ta không biết tầm long, kỹ thuật tầm long, kỹ thuật điểm huyệt, kỹ thuật tính sa sơn chứng ứng, hay là kỹ thuật để xem ngày, hay là kỹ thuật để điểm huyệt pháp, là chỗ nào là cái huyệt vị thì nó không đủ, chứ không gọi nó là phái. Nên thành ra là bát trạch tinh cảnh đó là cái mà để truyền trong nhân gian, chỉ trong nhân gian sử dụng. Tại vì sao ạ? Đúng không? Phải để cho dân ngu mới dễ dạy. Đấy là quan điểm phong kiến mà. Trên đời không có của quý đặng mà thì dân không tranh mà. Không có quan phước tước bổng lộc thì sẽ không có người mà phấn, không có người phấn đấu. Cứ làm cho dân là gì ạ? No lòng, ấm cật, đúng không ạ? Sức mạnh phi thường thì làm cho kẻ trí không thì không có suy nghĩ, có định suy nghĩ cũng không dám làm điều. Dạy dân hồi xưa mà, đúng không ạ? Cho nên thành ra là bác sĩ tinh cảnh nó như trong ngành của tôi, nó tôi thử hiểu đơn giản nó một dạng ban thư, một dạng sách giả. Vì khi Phỉ Hồ Lan lập ra bộ tứ cố toàn thư thì muốn giữ những cái bí mật về phong thủy, nên lập ra những bộ sách làm chúng ta rơi vào đó là trở thành một cái mê hồn trận. Anh chị không thể tính toán mà chỗ này thì thấy đúng, lúc làm sang trường này thấy nó sai, kể cả huyền không của anh chị luôn. Cho nên thành ra là còn tôi học thì trường phái của tôi là tam hợp phái, tôi chân truyền của trường phái tam hợp phái tại Việt Nam. Cho nên thành ra là còn cái bộ sách anh chị có thể học về bộ môn phong thủy, nó có hai cách: học thành thầy hay học để làm rõ thế, hay học để cho biết. Còn nếu chỉ học thành thầy thì chúng ta phải học lại từ đầu bài bản, từng bước một. Ở Việt Nam thì có mấy quyển sách phong thủy rất là nổi tiếng, anh chị có thể đọc để mà tham khảo, ví dụ như là Địa lý Diệu Ngũ Quyết, ví dụ như là Địa lý Tả Ao Toàn Thư, ví dụ như là Bảo Ngọc Thư. Đó là những quyển sách về phong thủy, tầm long, điểm huyệt pháp rất hay, anh chị có thể nghiên cứu về nó, đúng không ạ? Học đi làm thôi ạ, học để làm thôi ạ, học làm thầy rồi. Học dùng cho mình nhưng mà vẫn phải đọc những quyển đấy. Thực ra để học làm gì vẫn phải đọc những quyển đấy, đúng không ạ? Muốn tầm long điểm huyệt thì Hán Long Kinh nhiều, nhưng mà về cơ bản chỉ cần thông được ba quyển kia là đã thành thiên tài rồi. Chỉ cần thông được một quyển đấy là thành thiên tài rồi. Vâng, cảm ơn thầy. Dạ vâng. Quan trọng nhất là anh chị cứ đọc Địa lý Tổ Ao Toàn Thư, đọc Địa lý Diệu Ngũ Quyết, đọc Bảo Ngọc Thư, ba quyển đấy mà thông thì chắc chắn là anh chị giỏi hơn tôi. Em có thầy ạ, thầy cho em hỏi một chút ạ. Là bây giờ nếu mà em muốn mua nhà thì chồng em sinh năm 91 mà em sinh năm 93 thì là em sẽ mua nhà hướng gì ạ? Tây Bắc. Tây Bắc ạ? Nếu mà con em sinh năm nay thì con là hướng Tây Bắc luôn là thầy? Tây Bắc Tây Bắc thì sang năm 2020 mua được, năm 2021 mua tốt hơn. À vâng. Em hỏi một chút là cái hướng bếp ấy thì là cái hướng là mình đi vào bếp hay là hướng thì mình đi từ bếp đi ra? Hướng bếp không phải hướng của bạn. Hướng được định nghĩa rằng là cái bàn thờ là hướng của cái bàn thờ, cái bếp là hướng của cái bếp, cái giường là hướng của cái giường, chứ không liên quan đến vị trí của người nấu. Do vậy hướng bếp là cái phần lưng của bếp gọi là tọa, và mặt cái bếp hướng về đâu thì gọi đấy là hướng bếp, không liên quan đến hướng người nấu. Cái bàn thờ cũng tương tự như vậy, cái bàn thờ nó tọa vào tường, nó quay về đâu gọi là hướng của cái bàn thờ, chứ không liên quan đến hướng của ông cúng. Vâng. Hiểu ý chưa? Vâng. Ôi nhưng mà em xem ở trên mạng thì thấy bảo là chồng em sinh năm 91 thì là sẽ là hợp với hướng Đông Tứ Trạch. Đúng rồi, thế tôi mới bảo thế tôi bảo rồi. Tôi vừa nói xong mà. Nói nãy giờ mà. Nếu
nếu lên mạng mà lên cái mạng mà bạn tìm được bạn hợp hướng gì ấy, mà ở phát tài luôn ấy, tôi nói là hợp hướng gì mà đúng luôn ấy, thì ra là có chuyện xưa nay hiếm rồi, không có đâu. Vâng, em xin cảm ơn. Không phải cái này dành cho tất cả mọi người. Kể cả các bạn học giỏi cỡ nào, nhưng mà các bạn chỉ cần thiếu duyên thôi. Học đến dâu dài rốn rất rốt. Nhìn thấy chưa vô kỵ không ạ? Đúng không ạ? Chỉ cần rơi xuống nhặt được quả cửu dương thần công là ngon ngày. Còn bộ kia ngất hết. Anh hiểu cực kỳ đơn giản đấy thôi. Không có cần gì phải phức tạp của cái môn tịch. Nhìn thấy xem thi nó bắt bộ à? Xem thi nó bắt bộ đúng không nhỉ? Có đứa con bé gì luyện 3 tháng à 6 tháng. Bé Ti tên là gì mà phái Nga Mi nhỉ? Chu Chỉ Nhược không? Nhặt được kiểu âm, đánh cốt trào, quánh cái định kiến, chết hết. Mình hiểu đơn giản. Nhưng mà mấy ông cái ba học võ đến già cho cái ngã. Hiểu đơn giản vậy thôi. Thế nên Nga là cố gắng đọc sách. Nếu như các bạn muốn học môn này thật là trở nên cao siêu ấy, thì hãy tích cực công đức một chút, chịu khó quan sát, tìm cho mình người thầy, tìm cho người và làm sao để cho ông nhận mình là đệ tử. Tôi 10 năm thầy tôi gọi tôi một tiếng trò, 5 năm bắt đầu dạy chữ đầu tiên, 5 năm trước chỉ đi sách chát thôi, không có một chữ nào luôn, cứ đi theo này, ăn thua gì đâu. Nên thành ra là muốn học môn này, ai cũng nhìn thấy môn này rất là hay, đều rất là muốn học nó. Nhưng mà tốt nhất là các bạn học để làm gì? Rõ ràng, các học phải làm thầy, ok, tìm xem mình có duyên không? Đúng không ạ? Còn nếu các bạn không định làm thầy, hãy lắng nghe, quan sát và tìm ông thầy giỏi làm cho mình chấm hết. Hơi đâu? Còn thích đọc để phục vụ công việc của mình, đúng không ạ? Thì học nhiều cái khái niệm về phong thủy mà nó liên quan đến loan đầu, tức là liên quan đến hình thế, thả cái nhà lên thế này, nó không lên thế kia, lên thế này, cứ cái gì động về lý khí, tính toán cái bỏ. Thế này nha, là từ sáng đến giờ tôi nói với các bạn là tôi chỉ nói về loan đầu, tôi chỉ nói về cái gì hình thái, hình thế, bố cục, nói với các bạn là đẹp. Ví dụ một cái nhà đứng như thế này, phương vị này là phương vị sát của nó, nhưng mà cái phương vị đấy lại là một cái căn nhà cao ốc rất là đẹp đẽ, thì cái sát đấy nó cũng giảm đi đến 7 phần. Chỗ này là vực cát lành của tôi, nhưng mà lại là cái nhà đổ vỡ, lại là cái nhà xấu xí, rêu mốc, thì tự nhiên cái cát đấy nó lại trở thành hung. Hiểu cái khái niệm cát hung chưa? Cát hung tức là tú mỹ, chứ không phải cần, chứ là tú lệ, đẹp đẽ đã, sau đó mới đến vị trí. Rồi, anh chị đã có hỏi gì nữa không? Em hỏi thầy ạ. Thầy cho em hỏi là hai vợ chồng em sinh năm 90 Canh Ngọ. Em bé sinh năm 2018 ạ. Nhà em đã mua ở nhà hướng Nam rồi thì có được không hả thầy? Ở nhà hướng nào rồi? Hướng Nam ạ. Hướng Nam được, nhưng mà sau này chuyển sang cái Tây Nam ở. Vâng, em mua rồi sau này mua nữa. Mua rồi. Giao ạ? Chứ như bán giao ở vài năm lại mua cái khác. Thầy ơi, nhưng mà em định sinh một em bé nữa thì năm nào sẽ đẹp ạ? Sinh nữa. Vâng. Sẽ là nhà tuổi gì nhỉ? Là quên tên là Canh Ngọ à? Hai vợ chồng là Canh Ngọ. Canh Ngọ với cả đẻ đúng mẫu tốt rồi đúng không? Vâng ạ. À, tuổi âm 28 đúng không? Vâng, tuổi âm là 28. À, tuổi âm là 28 đúng không? Canh Ngọ à? Mẫu tốt rồi. 2 năm. Một là đẻ vào năm Tân Sửu 2021 để lấy quý nhân. Hai đẻ vào năm Nhâm Dần 2022 lấy tam hợp quý nhân. Nếu để năm 2022 thì phải để trước tháng 6 âm lịch. Trước tháng 6 âm lịch. Hai con gái đều được đúng không ạ? Để được là tốt lắm rồi. Cảm ơn thầy ạ. Đến tôi cũng chẳng tính được. Hên xui luôn rồi. Em hỏi một chút ạ. Chồng em tuổi Kỷ Tỵ, vợ tuổi Tân Mùi, con gái tuổi Bính Thân và con trai tự sinh là Kỷ Hợi ạ. Thì trong khoảng 3 năm tới mua nhà rồi nào thì sẽ hợp và hướng ạ. Vâng. Nếu như mà
Nếu như mà trong vòng 3 năm tới mà mua nhà thì bạn chọn thứ tự ưu tiên là chọn cái tọa. Hai đứa này là con trai nhỉ? Con gái là Bình Thân, trai năm nay là Bình Hợi ạ. Nó của bạn thì có hai phương án. Phương án thứ nhất là bạn có thể chọn một cái nhà hướng Tây Bắc. Phương án thứ hai là chọn cái nhà hướng Đông Bắc. Dạ vâng. Nếu như mà ở hướng Tây Bắc trong vòng khoảng 3, ở khoảng tầm vài năm, ở vài năm sau khi lên đến đỉnh cao, tức là sau khi lên đến vựa một chút thì chuyển sang cái Đông Bắc để lấy cái bền vững. Bởi vì Đông Bắc vận vẫn tốt, vận của Đông Bắc nó chạy được khoảng 24 cộng với cả 6, còn 31 năm nữa vựa. Thế nên ra là chọn một trong hai hướng đấy là được rồi. Vâng, cho em hỏi là trong vòng 3 năm tới thì mua nhà thì có phù hợp không hả thầy? Từ năm nay cho đến khoảng 2022-2023 ạ. Thực ra thì cái việc mua nhà phù hợp hay không thì các bạn là chuyên gia. Không, các bạn là chuyên gia hàng đầu về cái lĩnh vực đấy. Tôi thì không dám, bởi vì mua nhà mua được là tốt rồi, nhưng mà về cơ bản là theo tôi thì cứ để nên chờ thêm khoảng một năm, hơn năm nữa giá nhà nó còn rẻ nữa chứ mua bây giờ là hơi bị đắt đúng không? Bây giờ vẫn đang bị cao, để thêm khoảng tầm năm rưỡi nữa các bạn sẽ được cái giá rất là tốt.